Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Một cư sĩ tại gia đã kết hôn và đang tu tập theo hướng dẫn của các vị thiền sư, liệu có thể chứng đắc và đi đến giải thoát hay không? Khi mà vị ấy vừa tu tập và vừa làm bổn phận của mình trong gia đình, ở cuộc sống tại gia ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Người cư sĩ tại gia sống ở tại gia, nếu như vị ấy có thực hành pháp thì vị ấy vẫn thành tựu được, chứ không phải không thành tựu được. Chỉ có điều là vị ấy có đủ cái thuận duyên để thực hành giáo pháp hay không mà thôi. Nếu như mà vị ấy quá bận rộn, vị ấy cuộc sống của vị ấy có quá nhiều cái chướng ngại, quá nhiều cái phiền não, quá nhiều những cái công việc nó bận rộn năng sang quá nhiều, vị ấy không có thời gian để thực hành pháp thì vị ấy không thành tựu được. Còn nếu như mà có thời gian thực hành pháp, vị ấy có thực hành giới, có thực hành định, có thực hành tuệ, vị ấy sống ở cái đời sống tại gia nhưng cái sự ô nhiễm về những cái pháp thế gian nó không quá nặng, vị ấy không quá là tham đắm vào những cái ngũ dục ở thế gian, và vị ấy dành cái thời gian thực hành pháp thì nó vẫn thành tựu như thời Đức Phật, các cư sĩ tại gia đắc đạo quả rất là nhiều, rất là đông. Chứ vẫn có người đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chỉ có điều là khi đắc đến tam quả thì vị ấy không còn tham dục, không còn sân hận, cho nên vị ấy sẽ khước từ những cái đời sống ngũ dục ở thế gian. Lúc ấy nếu như vị ấy có còn sống ở đời sống thế gian thì vị ấy cũng sẽ độc cư thanh tịnh, chứ vị ấy bắt đầu xa lìa những cái phận sự của thế tục và ưa thích đời sống độc cư, sống với pháp, thực hành pháp niên mật. Còn nếu như vị ấy chứng được tứ quả thì vị ấy sẽ xuất gia ngay trong ngày hôm đấy, nếu không thì vị ấy sẽ nhập niết bàn cũng ngay trong ngày hôm đấy, vì cái đạo quả cuối cùng không thể nào tồn tại được ở trong cái hình tướng của người cư sĩ tại gia, nó chỉ khác nhau như thế. Còn cái sự tu tập thì vẫn chứng đắc, chỉ có điều kiện, chỉ có điều cái vị ấy có thời gian và có cái tâm huyết để thực hành những cái pháp không mà thôi. Còn tại gia xuất gia thì khác nhau một cái màu áo thôi, chứ còn cái sự tu tập nó không có khác nhau. Nếu mà người tại gia nhưng người ta xin đến những cái môi trường chùa thiền hay là xin đến ngôi chùa để tu tập cùng với người xuất gia, tức là cũng cùng người ta cũng thực hành cái giáo pháp ấy như một người xuất gia, thì người ta sẽ thành tựu. Chỉ có điều là nếu như người ta sống ở trong cái đời sống của người tại gia có quá nhiều công việc bận rộn phận sự phải làm, vì cái công việc bận rộn năng sang ấy nó sinh ra nhiều phiền não, và khi vị ấy thực hành pháp vị ấy sẽ rất khó thực hành, việc giữ giới cũng đã khó rồi chứ nói gì đến thực hành thiền định. Nếu như là vị ấy thực hành thiền định nó tán tâm loạn ý vì có nhiều công việc thì nó rất là khó thành tựu được. Nhưng nếu vị ấy phải muốn thành tựu được thì phải rời cái ngôi nhà thế tục ấy và phải dành ra một cái thời gian dài để thực hành pháp như người xuất gia vậy, hay là đến chùa tu tập như người xuất gia mới thành tựu được. Nhưng mà khi thành tựu rồi mà về cái đời sống tại gia, phiền não nó sinh ra, một phận năng sang nó sinh ra, thì những cái pháp thành tựu nó chưa rốt ráo nó sẽ bị thối lui. Vậy nên là khi sinh hoạt được đời sống tại gia, nếu như có thành tựu được cái pháp thiền định nó rất là khó có thể giữ được. Nếu như vị đó đến chùa học thiền về vẫn đắc thiền nhưng mà về tại gia chưa chắc là giữ được, cũng có thể giữ được cũng có thể không giữ được, còn tùy theo cái môi trường của vị ấy có thanh tịnh hay không. Nếu mà vị ấy sống ở cái đời sống tại gia có môi trường thanh tịnh thì vẫn giữ được, còn nếu như vị ấy tu tập cho đến khi chứng được đạo quả rồi thì nó không bị mất nữa, nó không bị thối lui nữa. Vậy thì vị ấy phải xa đi ở cái nhà thế tục ấy một khoảng thời gian nào đó và thực hành pháp cho đến khi chứng đạo quả rồi hãy trở về thì mới không bị thối lui, còn nếu như chưa chứng đạo quả mà trở về thì có thể sẽ bị thối lui. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con tìm hiểu về thiền tâm hỷ. Khi con nghĩ đến một người mà con cảm thấy vị đó thành công về danh vọng, nhưng vị đó đang đắm nhiễm và tham ái, thì con thấy người đó đáng thương vì chịu cảnh khổ đau tham ái tà kiến. Xin sư cho con hỏi, trong trường hợp đấy con nên tác ý tâm hỷ như thế nào ạ?
Con xin kính tri ân sư ạ. Khi thực hành thiền tâm ý, mình chỉ nghĩ đến cái thành công của người đó, chứ mình không nên nghĩ đến cái khổ đau bất hạnh của người đó thì mới duy trì được cái tâm hỷ. Mình thực hành thiền tâm hỷ là vậy, đừng có suy nghĩ mông lung. Nếu như mình còn suy nghĩ mông lung nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề thì nó không đắc được thiền, nó không đắc được mình có, thì nó chỉ là một cái sự suy nghĩ thông thường, chứ nó không đạt được cái sự nhất tâm định tĩnh. Còn nếu như cái sự nhất tâm định tĩnh của mình nó chỉ khởi lên trên một cái tư tưởng, nó chỉ khởi lên trên một cái khái niệm đó, một cái đối tượng đó, thì nó mới vào được thiền của tâm hỷ. Thì mình, khi mình hướng đến cái sự thành tựu của người đó là đúng, nhưng mình chỉ nghĩ đến khía cạnh thành công của người đó thôi, mình giữ cái tâm trên một cái tư tưởng ấy, một cái suy nghĩ ấy, một cái đối tượng ấy, thì mình mới đắc được thiền. Còn mình lại nghĩ mông lung đến cái sự khổ đau, đến bất hạnh, đến cái tham ái đắm nhiễm của người đó nữa, một cái nó rơi ra khỏi tầng thiền rồi, lúc đấy nó cũng chẳng đạt được thiền. Vậy thì sự thực hành thiền mình phải biết cách thực hành. Mình khởi lên cái tư tưởng là cầu mong cho người thiền này không phải xa liền những thành công đã đạt được, thì mình chỉ được giữ cái tư tưởng đấy thôi, chứ không được khởi lên những cái tư tưởng khác nữa, thì nó mới đắc định, nó mới nhất tâm được. Còn khi mà mình nghĩ đến khổ đau của người đó thì nó lại thành cái tâm bi, nó lại là cái tình thương, thì cái pháp đấy nó lại khác. Thì mình hãy thực hành cái pháp, phải hiểu cái cách thực hành và thực hành cho nó đúng thì mới đắc định được. Còn nếu như mình còn suy nghĩ mông lung như vậy thì có thực hành nó cũng chỉ tán loạn mà nó không có vào định được. Nên là đừng suy nghĩ mông lung, chỉ nghĩ đến thành công, chứ đừng nghĩ đến cái sự đắm nhiễm của người đó, đừng nghĩ đến cái khổ đau của người đó. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi, con mua trứng ở chợ hoặc siêu thị thì con có bị phạm tội không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trứng nó còn tùy thuộc vào nhiều loại trứng. Trứng thì có những cái trứng thì nó có những cái con, có những cái chúng sinh nó đã hình thành ở trong đó. Có những cái trứng thì nó không có những cái chúng sinh, thì nó là cái vật vô tri. Cái này nó còn tùy theo cái trứng đó nữa. Vậy thì nếu như mình là cái người giữ cái giới, tránh cái giới không sát sinh, thì tốt nhất là mình biết chắc chắn là cái trứng này nó không có cái mạng sống ở trong đó, thì hãng mua thì nó sẽ trong sạch được cái giới đó. Còn nếu như mình còn hoài nghi, biết rằng không biết trong cái quả trứng này nó có sinh mạng hay không, hoài nghi như vậy thì tốt nhất đừng mua nữa cho nó chắc ăn. Nếu như mình là người giữ giới thận trọng thì cái gì nó hoài nghi thì tránh nó đi. Còn nếu như mình biết chắc chắn rồi thì hãng mua thì không phạm. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Văn Hải ạ. Con xin kính bạch sư, trong đạo Phật có tam nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhưng quyết định hành động đó là tốt hay xấu đều là do ý thức gây ra. Vậy tại sao phải chia ra làm tam nghiệp mà không gộp lại còn ý nghiệp thôi ạ? Chia ra như vậy để cho người ta dễ hiểu. Những hành động về thân, những hành động về lời nói, những hành động về ý, đúng là với một cái người nào mà đã tu tập cao rồi thì chỉ cần nói đến ý là người ta đã hiểu ra rồi. Ý chỉ đạo khởi nên rồi thân mới hành động. Vậy thì cái thân không bao giờ nó hành động độc lập mà nó hành động cùng với cái ý thức đó. Cái thân nó chỉ là biểu hiện của cái ý thức đó mà thôi. Cái lời nói như vậy, cái lời nói không bao giờ nó hành động độc lập, chỉ có cái khẩu nó nói đâu, mà nó cũng chỉ là biểu hiện của cái ý thức mà thôi. Thân và khẩu đều là biểu hiện của cái ý thức bộc phát ra bên ngoài. Không bao giờ thân mà không, thân nghiệp nó luôn đi kèm với ý nghiệp, khẩu nghiệp nó cũng đi kèm với ý nghiệp. Còn ý nghiệp có khi nó đi kèm với thân, có khi đi kèm với khẩu, có khi nó khởi lên một mình, nó không đi kèm với thân khẩu gì cả. Thì đó là ý nghiệp như vậy. Nhưng chia sẻ ra vậy để cho với một cái người sơ cơ, những người chưa thâm, những người học đạo chưa lâu ngày, chưa thâm sâu, người ta dễ hiểu. Vậy thì pháp của Phật là phải tuần tự vậy, đi từ thấp đến cao. Cái thân nghiệp thì nó bộc lộ ra bằng những hành động rất dễ hiểu, cho nên người ta biết là những cái hành động này là tội lỗi, phải tránh xa nó. Vậy thì người ta ngăn ngừa được những cái hành động ở nơi thân. Những cái lời nói như thế này là xấu, là tốt, thì người ta ngăn ngừa những cái lời nói xấu ở nơi khẩu. Và rồi sau đó đến ý thức,
suy nghĩ như thế này là tốt là xấu, thì người ta ngăn ngừa những cái suy nghĩ đó ở trong ý thức như vậy. Chứ còn nếu như một cái người sơ cơ dạy người ta đi thẳng vào trong ý thức, vì ý thì nó mông lung, nó trừu tượng, người ta rất là khó hiểu. Vậy thì phải đi từ những cái cửa ở bên ngoài, đi vào những cái cửa bên trong, đi từ những cái bậc thang ở dưới, đi đến những bậc thang ở trên, đi từ những cái pháp dễ đến những cái pháp khó, từ thấp đến cao, một cái cách có tuần tự. Nên là pháp của Đức Phật phải như thế, có tuần tự, giới đến định đến tuệ, tức là em mới học đi thẳng vào tuệ, không bỏ qua giới với định, thì chỉ những bậc thượng căn thượng trí mới thành tựu được. Còn những bậc trí tuệ thông thường thì phải đi từ thấp đến cao. Như vậy một cái người đi thẳng vào ý sẽ, những người có trí tuệ thâm sâu người ta vẫn hiểu được, vẫn hành được, nhưng mà những người thông thường người ta sẽ không khó hiểu. Nên Đức Phật mới dạy từ thấp đến cao như thế thôi, hiểu như thế để biết được pháp của Phật, dạy để phổ thông với tất cả mọi người, để cho mọi người đều có hiểu và thực hành được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huyền ạ. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Do trước giờ gia đình con theo Bắc Tông, vẫn còn tín ngưỡng giết gà để cúng tế các dịp, cùng với việc biết sớ bản mệnh, xem ngày và giờ đẹp để xuất hành hay làm các công việc khác trong cuộc sống. Ông nội và bố con đang có mong muốn lớn trong việc xây dựng lăng mộ đẹp để thờ cúng sau khi họ khuất núi. Gần đây con mới biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, biết đến thiền tập theo ngài Kim Triệu và ngài Gia Ti La. Con muốn hướng gia đình theo đạo Phật Nguyên Thủy, theo Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng không biết sau khi giúp họ giữ giới thì nên bắt đầu từ đâu nữa. Kính mong sư chỉ dạy để họ có thể theo con đường Phật pháp chính thống, và ý kiến của sư về việc xây lăng mộ đẹp đẽ cho người quá cố trong quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Con cảm ơn sư ạ. Cái người mà hiểu ra được cái tránh cái tà, nó cũng là cái phước, cái duyên của mỗi người. Có cái người có cái phước duyên, có cái thì sẽ có cái sự hiểu biết chân chánh, có cái sự suy xét chân chánh, nhận thức chân chánh. Còn có những người thì không có cái duyên đâu, không hiểu biết những điều chân chánh, mà họ tiếp thu những cái tư tưởng sai trái, sống theo những cái tư tưởng, những cái tà kiến mê tín đấy. Thì cái điều đó thì nó luôn có ở trên cuộc đời này, ngay cả thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật có hiện diện ở trên cuộc đời cũng chỉ độ được những người có duyên với pháp, chứ không thể độ được người vô duyên. Cũng như thế, nếu như mà cha mình là cái người có duyên với pháp, thì mình thử xem, muốn thử biết được thì phải tạo cái duyên cho cha mẹ được tiếp cận giáo pháp, được thân cận giáo pháp. Một cái người muốn độ cha mẹ thì khi mình đi tham gia các khóa thiền ấy, thì mình có thể khuyến khích cha mẹ cùng tham gia, hoặc là người đấy tận tâm muốn độ cha mẹ theo chánh pháp nữa, thì phải thỉnh các cái bậc đạo sư, các bậc có thiện tri thức ấy về tận nhà mình giảng pháp, để gieo duyên. Nếu như cha mẹ mà có duyên hiểu được pháp, có tin được giáo pháp, thì sẽ bỏ được cái tà đó để theo cái chánh. Còn bản thân mình có thể chưa nói được thì mình phải biết, nhờ những cái bậc có cái uy tín, có cái uy đức nói, có thể là những cái người thân của mình mới phát khởi niềm tin được. Thì mình phải biết tạo ra những cái duyên như vậy. Còn nếu như mình thấy hoàn toàn mình bất lực, không thể tạo được cái duyên gì cả, thì mình cũng đành chịu thế thôi. Đó là do mình cũng chưa đủ cái năng lực, cái khả năng độ được người thân, cho nên là mình sẽ bất lực. Còn nếu như mình có đủ cái khả năng ấy, thì mình hãy cố gắng thực hành bằng cách này hay cách khác. Thì cái việc đầu tiên là phải được thân cận với lại những các cái bậc có khả năng mà giảng dạy những cái giáo pháp ấy. Rồi sau đó mình gieo duyên bằng những cách này hay cách khác để được nghe pháp, và sau đó là được thực hành những cái pháp đó nữa. Thì trong cái quá trình ấy, được nghe pháp, được thực hành pháp ấy, thì cái trí tuệ mới tăng lên, cái chánh kiến nó tăng lên, rồi cái tà kiến bắt đầu nó mới suy yếu, nó mới giảm dần đi, rồi dần dần thì mới thay đổi được. Để mà thay đổi được một người có thể phải mất một thời gian rất là lâu dài, nhiều năm, nhiều tháng.
chứ không phải là dễ dàng trong một thời gian ngắn mà có thể thay đổi được. Thì cứ cố gắng làm được đến đâu thì làm. Còn những cái quan điểm, những cái tư tưởng sai lầm ở trên thế gian này có rất là nhiều. Ở đời người ta không hiểu nhân quả thì người ta sẽ sát sinh, sẽ tin vào những cái việc cúng bái, và đặc biệt là người ta tin rằng có những cái linh hồn nó tồn tại sau khi chết, cho nên người ta sẽ có cái sự lo xa, nó là chết rồi sẽ phải có cái ngôi nhà đẹp, cho nên người ta xây lăng mộ cho bản thân mình hoặc cho những người thân. Thì đó nó xuất phát từ cái lòng, từ cái tư tưởng đó là cái tư tưởng thường kiến cho rằng có linh hồn tồn tại sau khi chết thôi. Nếu như một cái người nào khi người ta dứt bỏ được, người ta biết rằng con người chết rồi sẽ đi luân hồi tái sinh, thì cái người đấy cần phải được nghe pháp rất là lâu, rất là nhiều, và có cái sự hiểu và có sự giác ngộ ra, người ta dứt được cái tà kiến đấy đi, thì người ta mới không còn quan trọng cái chuyện cúng bái, không quan trọng cái chuyện dâng sao giải hạn lễ bái sớ sách hay là lăng mộ hay là cúng bái người chết, người ta không còn quan trọng chuyện đó nữa, do người ta có chánh kiến hiểu ra các sự thật. Còn vậy thì phải thay đổi cái tư tưởng đấy, nên vậy thì phải nghe pháp và thực hành pháp. Nếu mình có được cái duyên tạo cho cha mẹ được nghe pháp, được thực hành pháp thì sẽ hết cái tà kiến đó. Còn nếu như mà không đủ cái duyên để nghe pháp và thực hành pháp thì thì những cái người ấy sẽ chết với cái tà kiến ấy và sẽ đi tái sanh với cái nghiệp mà mình đã tạo ra, có thể là vào cõi khổ hay là cái cõi nào đó thì tùy theo cái nghiệp mà mọi người đã tạo ra. Thì trên đời là như vậy. Có những điều mình làm được, có những cái việc mình không thể làm được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi thọ bát quan trai, người cư sĩ lữ có thể lối mi, sơn móng tay, chân không ạ? Ngoài ra các đồ dùng như sữa tắm, dầu gội đầu, lăn khử mùi và mặc quần áo điệu đà một chút nhưng không hở hoang và lè lẹt có bị coi là phạm giới không ạ? Nhưng mà còn một cái ý thức trang điểm là sẽ phạm giới, là cái bát quan trai giới nó sẽ không thành tựu nếu như là mình không có ý thức trang điểm. Còn nếu mình đã có ý thức là mình sơn móng tay nãy giết hay là đã là phạm giới rồi, cái đấy là trang điểm đấy, hay là mình dùng những cái mỹ phẩm, những cái đồ dùng khác, sữa tắm hay là dầu gội ấy. Nhưng mà mình có một cái tác ý ở trong đấy là dùng cái này cho nó thơm, cho nó đẹp da, dưỡng da cho nó đẹp ra, mình có khởi lên cái tư tưởng đấy một cái là mình sẽ đứt giới, sẽ phạm giới, không thành tựu được ba quan trai giới. Còn nếu như mình chỉ biết rằng cái này dùng để sắc để ấy thôi, để mình tẩy rửa những cái cấu uế, chứ mình không có cái ý định là dùng để trang trí, để làm đẹp, làm thơm cái thân này, thì nó sẽ không phạm giới, nó còn tùy theo như vậy. Nên là mình không có dùng những sức nước hoa, không có trang điểm trong cái ngày hôm đấy với người tại gia, chỉ có một ngày một đêm, thì mình hãy giữ trong một ngày một đêm đấy nó không quá khó, để đảm bảo an toàn nhất là tránh xa hết tất cả những cái thứ đấy. Hôm đấy mình nên nằm ở, không nên nằm trên giường cao, nằm một cái phản ở dưới đất thôi, không nên mặc đẹp, nên mặc xấu tí cũng được, không nên dùng bất cứ một cái mỹ phẩm gì, ngày hôm đấy nên mộc mạc nhất có thể, thì cái giới đấy nó sẽ được thanh tịnh. Còn nếu như mình xa lìa hết tất cả nó đi, để cho đã phát tâm giữ giới rồi thì nên giữ cho nó thanh tịnh một ngày một đêm, quá dễ dàng, không khó khăn, giữ được lâu dài cả đời thì mới khó khăn, chứ giữ một thời gian ngắn thì rất là dễ dàng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con có sở thích ca hát, vậy đến ngày thọ bát quan trai, con không chủ đích hát, nhưng vô tình nghe thấy ai đó bật loa đài và đôi khi bộc phát ra trong đầu những giai điệu bài hát như một thói quen, thì có bị phạm giới không ạ? Và nếu con có phải làm gì để thay đổi hoặc sám hối không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Nếu như cái ngày hôm đấy mình thọ bát quan trai giới thì mình cố gắng tỉnh giác để mình nhận biết ra, mặc dù mình không cố ý, nhưng đôi khi cái tập khí, cái thói quen nó khởi lên, ấy, thì thực sự ra mình không đứt giới, nhưng cái giới ấy nó vẫn có sự ô nhiễm và nó không được cái sự thanh tịnh tuyệt đối, như là mình không còn khởi lên một tư tưởng nào, là cái
cái giới nó hôm đấy nó không đứt, nó không bị phạm đứt giới hoàn toàn, nó không bị phạm giới, nhưng mà cái phóng dật của mình, cái chánh niệm nó yếu, cái phóng dật nó còn mạnh. Vì cái chánh niệm nó mạnh như vậy, nó yếu như vậy, cho nên cái giới thực ra nó cũng yếu, nó có thành tựu nhưng mà nó thành tựu ở cái mức độ thấp, chứ nó không thành tựu ở mức độ cao. Vậy nên là phải cố gắng giữ giới, nhưng nó phải kết hợp với chánh niệm, tỉnh giác và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán nữa. Khi mà mình có cái niệm và thực hành những cái pháp thiền trong những cái ngày hôm ấy thì cái giới hôm đấy nó mới thanh tịnh tuyệt đối được. Chứ còn mình cứ ngồi đấy mà canh chừng mà giữ giới mà lại không chánh niệm, không hành thiền định hoặc thiền tuệ thì cái giới ấy nó vẫn ở cái mức độ thấp thôi. Có thực hành thêm thiền chỉ quán nữa thì cái giới ấy nó mới đạt đến cái mức độ cao hơn. Vậy cho nên là giữ giới nó có nhiều mức độ, mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng mà. Nên là mình phải cố gắng kết hợp với hành thiền thì chánh niệm tỉnh giác nó cao, vì mình mới không bị khởi nên những cái tập khí ô nhiễm đó, nó không phát sinh ra được. Dạ con thưa sư, con xin tá câu hỏi của hành giả An Tuấn ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, sắp tới con dọn vào nhà mới để ở, con lên cúng và cầu nguyện như thế nào cho đúng thưa sư, con cảm ơn sư ạ. Dọn về nhà mới ở thì mình cố gắng học những cái bài kinh bảo hộ ấy, rồi mình tụng đọc những cái bài kinh bảo hộ đấy một thời gian là được. Nếu như để mình có luôn luôn có cái sự an toàn ấy, mình đi đâu mình không sợ hãi bất cứ một cái điều gì, thì mình hãy luôn luôn thọ trì tam quy ngũ giới. Hay là cái hôm mình chuyển về nhà mới đấy, để mà đảm bảo an toàn chắc chắn nhất, thì hôm đấy thọ bát quan trai giới một ngày một đêm hay một tuần hay một nửa tháng gì đó, trong cái khoảng thời gian đó mình giữ giới như vậy, và mình tụng kinh, mình nghe pháp và hành thiền hàng ngày, rồi mình hồi hướng những cái công đức mà mình tụng kinh lễ Phật hành thiền, hay là hôm đấy mình có thể làm những cái phước thiện khác nữa, như là cúng dường tam bảo nữa, để nó tạo ra những cái công đức lớn. Rồi khi nó tạo ra những công đức lớn ấy, mình hãy hồi hướng cái công đức ấy đến tất cả chúng sinh, đến tất cả các vị chư thiên sống ở cái mảnh đất này, chư thiên sống trong cái ngôi nhà này, chư thiên hộ trì cho con, rồi là các cái, rồi là hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình đã quá vãng, thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, thì cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Khi mình tạo phước, có cái sự tu tâm và có cái sự tạo phước như vậy, rồi hồi hướng công đức phước này ấy đến tất cả mọi chúng sinh hữu hình và vô hình, thì mình sẽ được bình an nhất, yên ổn nhất. Đấy là cái cách thực hành tốt đẹp. Còn những cái mình càng thực hành được, tạo được phước và tu tập đấy, thì mình sẽ có được sự bình an thôi. Còn chứ mình không cần phải theo những cái mê tín ở trên đời, nó là xem ngày giờ nọ nọ kia kia, thì những cái pháp đấy không phải là những cái pháp tạo ra phước thì không nên là. Còn những cái pháp gì nó tạo ra phước thì mình hồi hướng những cái phước đấy đến chúng sinh thì là tốt nhất. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, một vị đang ở địa ngục, chịu những tra tấn khốc liệt, làm vị ấy đã quá đau đớn, dẫn tới tâm trí mơ màng hay vẫn tỉnh táo? Nếu tỉnh táo, vị ấy xấu hổ, sợ hãi những việc làm ác trước đây và hướng tâm tới những thiện pháp đã làm, thì vị ấy có được giải thoát khỏi địa ngục hay không? Con mong sư hoan hỷ giải đáp, con xin tri ân sư ạ. Lúc đấy cái quả nó đã trổ rồi, lúc đấy có khởi nên tâm tàm quý thì cũng đã hơi muộn. Nếu như mà thực sự là cái lúc đấy cái nghiệp ác nó hết rồi, vị ấy chết với cái tâm tàm quý, với cái tâm thiện ấy, vị ấy thoát khỏi địa ngục thì vị ấy sẽ sinh lên cõi thiên. Nếu như cái tâm tàm quý nó khởi vào cái thời điểm cận tử của cái lúc mà vị đó đang ở trong địa ngục ấy, thì vị đó mới thoát. Còn nếu như cái tâm tàm quý nó khởi nên nhưng cái nghiệp nó chưa hết, thì vẫn bị cái quả báo nó vẫn duy trì, tức là mình vẫn bị những cái hành hạ, chứ không phải là lúc cái tàm quý khởi lên một cái mà thoát ngay được. Không có chuyện đó, vì lúc đấy cái quả nó đã trổ rồi, nó phải trổ cho đến khi hết cái nghiệp thì thôi. Nó giống như là một cái ngọn đèn ấy, nó đã được thắp sáng lên rồi thì nó phải cháy cho đến khi nào hết dầu thì thôi. Thế cái vị đấy đã đọa vào địa ngục rồi thì vị đấy sẽ ở trong cái địa ngục ấy cho đến khi nào cái nghiệp ác ấy nó hết thì mới ra được. Và cái tâm cuối cùng
của cái tâm cận tử cuối cùng ấy mà khởi nên tâm thiện thì lại sinh về cõi lành ngay, có thể sinh thiên hoặc sinh lại thế gian ngay. Nhưng mà nếu như cái tâm cận tử, cái tâm cuối cùng ấy mà lại khởi nên tâm bất thiện, vị ấy không ăn năn hối lỗi mà vẫn khởi nên những cái tham ái hoặc sân hận khác, thì vị ấy lại chết ở địa ngục đấy nhưng sinh vào địa ngục khác. Vậy cho nên là có những người cứ chết địa ngục này lại sinh vào địa ngục kia, hoặc là lại sinh ngay vào địa ngục đó, hoặc sinh sang địa ngục khác. Rồi cho đến khi nào một cái tâm thiện nó khởi lên ở cái thời điểm cận tử ấy, rồi vị ấy mới được sinh về cõi này. Còn thì cái tâm thiện nó khởi lên thì tốt, nhưng mà nó không đúng cái lúc thì nó vẫn chưa thoát, nên là thoát được phải hết nghiệp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị đang làm thân súc sanh thì tâm trí vị ấy có được thanh tịnh hay mơ màng? Vì con thấy chúng sinh thường rất ít trí tuệ. Và khi hết nghiệp súc sinh thì tâm trí ấy có được thanh tịnh hay vẫn mơ màng? Con mong sư hoan hỷ giải đáp. Con xin tri ân sư ạ. Cái tâm súc sinh thì nó thường thường là cái tâm nó ngu si, nhưng mà cũng có lúc nó khởi lên tâm sân này, có lúc nó khởi lên tâm si, có lúc nó khởi lên tâm tham, nhưng mà cũng có lúc nó khởi lên được cái tâm thiện, chứ không phải là lúc nào nó cũng bất thiện. Vậy thì súc sinh vẫn có thể khởi lên tâm thiện được, như khi con chó nó nhìn thấy một cái người chủ nó vẫy đuôi nó mừng ấy, cái lúc ấy nó cũng có cái tâm hoan hỷ, nó cũng có cái tâm thiện, đôi khi nó là tham ái, nhưng mà đôi khi nó cũng là cái tâm nó quý kính đối với này cái người chủ nhân đó, nên là nó đôi khi nó có những cái tình thương giữa đồng loại với nhau. Hoặc là đôi khi nó nhìn thấy một cái người một cái chúng sinh cao quý, nó khởi lên cái tâm cung kính, hoan tôn trọng, hoan hỷ. Đôi khi nó tức là nó vẫn khởi lên được cái tâm thiện, chứ không phải là hoàn toàn là bất thiện. Khi mà nó khởi lên được những cái tâm thiện đến thì nó tích lũy được cái nghiệp thiện, và khi mà tích lũy được cái nghiệp thiện đấy nó chết, mà cái tâm cận tử nó vẫn còn bắt được vào cái ý tự thức của cái tâm thiện đó, thì nó vẫn sinh về cái cõi này, vẫn sinh lại và vẫn có thể ở cái kiếp sau nó sinh lại làm người, thì nó vẫn trở thành người thông minh được, nó hết cái kiếp súc sinh được. Nhưng mà cũng có những súc sinh nó khôn, nó có cái trí tuệ rất là sáng suốt, gần giống như con người, chứ không phải là chúng sinh nào nó ngu si, có chúng sinh rất là thông minh, chỉ có ấy là có những không có được cái văn hóa sinh hoạt như con người, nhưng mà vẫn có những ý thức biết cung kính, biết tôn trọng. Cho nên là rất là nhiều những cái con vật nó nhìn thấy những người xuất gia, nó vẫn biết được đây là những người tu hành đáng kính, nó cũng biết quỳ kính đảnh lễ cúng dường. Thế là có những rất nhiều những con vật kể cả thời nay nó vẫn biết làm những việc đó. Thời Đức Phật thì những cái loài vật thông thái đó nó còn có nhiều hơn. Cho nên là khi mệnh chung nó vẫn sinh về cõi lành được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi một hành giả phát nguyện xuất gia thì nên bắt đầu học tập và thực hành từ đâu? Nên chuẩn bị những gì trước khi đó chính thức xuất gia ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu như vị đó khởi lên cái tâm nguyện mong muốn được xuất gia thì nó cũng tốt, thì vị đó hãy bắt đầu tập sự giống như một người xuất gia. Thì mình hiểu được một người xuất gia sinh hoạt như thế nào thì bây giờ mình hãy tập như vậy đi. Mình hãy biết được mục đích của mình xuất gia để làm cái gì, thì mình hãy tập sống sinh hoạt như một cái người xuất gia vậy. Thì mình phải biết ngay rằng này, xuất gia là một cái đời sống độc thân. Cái quan trọng nhất của người xuất gia đó là không kết hôn. Cái sự nguy hiểm nhất của người xuất gia là rơi vào chuyện tình ái liên quan đến cái nam nữ. Vậy thì khởi lên cái ý định xuất gia thì cái việc đầu tiên là hãy xa lìa tất cả những người bạn khác phái, không còn có cái tình ái lưu luyến với một ai, và hãy tránh xa, tức là khi mình thấy mắt mình đừng có nhìn với những người khác phái, đừng có bắt chuyện, đừng có kết bạn thân, đừng có trao đổi quà cáp gì nữa. Hãy xa lìa cái đấy là cái điều cạnh tranh. Mình hãy sống độc cư, hãy sống thanh tịnh, diệt trừ những cái tham ái, diệt trừ những cái sân hận, rồi bắt đầu phát tâm, bắt đầu học những cái kinh điển đáng học, thì bắt đầu học những cái luật nghi. Mình cần phải đi tìm một vị thầy và những cái người bạn đồng tu, thì mình cần phải tìm những cái bậc thiện tri thức, những cái môi trường tu thanh tịnh, có giới, có định, có tuệ. Sau đó mình mới hỏi các vị ấy là con muốn xuất gia thì con học cái gì, thì các vị ấy sẽ cho mình những cái pháp cần phải học.
cái luật nghi, những cái phép tắc mình cần phải học trước. Sau đó mình học đến những kinh điển, rồi mình sẽ học đến những cái pháp về giới, những pháp về định, những cái pháp về tuệ. Và đấy là những cái bước khởi đầu của việc xuất gia. Còn khi đi xuất gia, đừng nghĩ là phải chuẩn bị cái gì, mà hãy nghĩ là phải buông xả. Buông xả những cái gì thì đúng hơn. Tùy theo cái môi trường mình xuất gia ấy, mình sẽ phải buông xả những cái lưu luyến tình cảm với một cái người có gia đình, phải buông xả vợ, buông xả con, buông xả người thân, buông xả những người thân trong gia đình mình. Thì đấy là hãy chuẩn bị cái tư tưởng xa lìa những cái người thân yêu của mình và sống một cái đời sống viễn ly, độc cư an tịnh như vậy. Và hãy chuẩn bị cho mình cái tư tưởng đó là học những cái pháp học, sẵn sàng học kinh Luận Luận và sẵn sàng thực hành những cái pháp hành, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, và luôn luôn sẵn sàng thực hành pháp không tiếc thân mạng, sẵn sàng hy sinh cái thân mạng này để học pháp và để thực hành pháp, đạt đến cái mức độ tốt nhất có thể, chỉ cần thế thôi. Rồi còn đâu thì khi mình đến một cái môi trường tu, rồi mỗi một cái môi trường tu sẽ có cái sự sinh hoạt, có cái sự tu học khác nhau, thì mình hãy tiếp thu những cái pháp đó, thực hành những cái pháp đó theo cái sự hướng dẫn của cái vị thầy mà mình đã lựa chọn, đã đến đây để tu tập đó. Rồi tu rồi dần dần mình sẽ hiểu ra là cái việc tu học thì cần phải học cái gì, cần phải thực hành cái pháp gì, trong cái quá trình về sau nó sẽ hiểu ra. Còn cái bước đầu thì mình sẽ nhận biết ra mình có những cái thói quen xấu gì cần phải từ bỏ, thì hãy từ bỏ càng sớm càng tốt. Từ cái sự sống buông tha, sống phóng túng, cái lời nói, những cái hành động của mình, những cái oai nghi của mình nó cần phải thay đổi, thì mình hãy bắt đầu thay đổi nó dần dần đi là vừa. Rồi sau đó mình sẽ thực hành những cái pháp, khi mình bắt đầu vào xuất gia thì sẽ thực hành chuyên sâu hơn. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con thành kính đảnh lễ sư, bạch sư, tâm xả của tứ thiền đề mục niệm hơi thở có giống với tâm xả của đề mục thiền, tâm xả trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái tâm xả nó, cái thọ xả nó giống nhau, ở các tầng thiền nó đều giống nhau, cái cảm thọ nó có sự giống nhau, nhưng mà cái đối tượng thiền thì nó khác nhau. Cái đối tượng thiền là thiền hơi thở thì nó có cái tự tướng của hơi thở. Còn đối với thiền tâm xả trong cái tứ vô lượng tâm ấy, vượt qua tam thiền tâm từ, hay là vượt qua tam thiền tâm bi, vượt qua tam thiền tâm hỷ, thành tựu được tứ thiền tâm xả, thì cái tâm xả ấy, cái trạng thái tâm là nó thản nhiên đối với lại các cái chúng hữu tình, đối với tất cả chúng sinh. Còn cái tâm xả của thiền hơi thở là nó thản nhiên đối với cái tự tướng của hơi thở. Thì cái trạng thái, cái cảm thọ thì nó giống nhau, là cái sự thản nhiên, nhưng cái đối tượng thì nó khác nhau. Và khi xả thiền ra thì nó khác. Đối với người thực hành cái thiền tâm xả ấy, thì cái tâm của họ ấy, khi mà tiếp xúc với các cái cảnh đó là các chúng sinh, thì họ luôn luôn có cái tâm xả. Còn họ không yêu, không ghét đối với chúng sinh, và cái mức độ đấy nó rất là cao. Đấy là cái người, cái kết quả của cái sự thực hành cái thiền tâm xả là nó như vậy. Còn cái sự thực hành cái thiền tâm xả đối với thiền hơi thở ấy, thì nó có cái trạng thái là tâm xả với hơi thở, nhưng mà nó không có cái tâm xả đối với chúng sinh một cách rõ ràng và mạnh mẽ như cái người thực hành thiền tâm xả kia. Vậy nên là mỗi cái pháp thiền nó có cái kết quả khác nhau, nó có cái sự đối trị với cái phiền não khác nhau. Vậy thì cái trạng thái thì nó giống nhau, cái trạng thái thản nhiên thì nó giống nhau, nhưng mà cái đối tượng thì nó khác nhau. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con thành kính đảnh lễ sư, bạch sư, mỗi lần ăn xong con hành thiền thì bị hôn trầm. Những lúc như vậy, con liên đi thiền hành một lúc rồi quay lại ngồi thiền, hay con cứ để hôn trầm vậy tới khi nào hết thì thôi? Vậy cách nào tốt nhất cho việc hành thiền ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái giờ mới ăn xong mà mình hay có cái bệnh hôn trầm như vậy,
thì mình hãy nghỉ ngơi một chút, có thể là hơi chợp mắt nghỉ ngơi đi một chút xíu cũng được, rồi sau đó mình ngồi thiền để cho nó tỉnh táo. Còn cũng có những cái người thì luôn luôn ở trong cái trạng thái là bắt đầu ngồi thiền sẽ có tí hồn trầm, nhưng mà sau rồi nó sẽ tỉnh lên dần dần, một lúc sau nó tỉnh lên. Nếu như cái người đấy nghĩ rằng mình không có nghỉ ngơi, vì nghỉ ngơi nó sinh ra rễ ruồi giải đãi, ta sẽ tinh tấn hành thiền, thì vị đấy sẽ chấp nhận đó là hành thiền ở những cái thời gian đầu ấy nó sẽ hôn trầm một chút, nhưng mà mình cứ ngồi cứ hành thiền, cứ giữ tâm trên đề mục thiền, rồi cái hôn trầm đấy từ từ nó nguôi đi, từ từ nó giảm đi, rồi từ từ nó hết đi. Thì cái trạng thái đấy mình hành thiền với cái tâm lý như vậy vẫn được, vẫn là cái tâm tích cực, không có cái gì đáng lo ngại. Vậy thì trong cái lúc mình hành thiền, nó ở cái lúc bắt đầu ngồi cái tâm định nó còn yếu, cho nên là những cái triển cái nhất là về hôn trầm hay là các cái vọng tưởng nó vẫn khởi lên, nhưng mà mình cứ thực hành, mình không vì một vài cái phiền não, cái vọng tưởng hay cái hôn trầm đấy mà mình lại khởi lên cái sự bất an hay là lo lắng gì hết. Mình cứ thản nhiên với nó, mình cứ thực hành, rồi dần dần cái chánh niệm nó tăng lên, rồi những cái hôn trầm ấy nó từ từ nó giảm đi, những cái vọng tưởng nó từ từ nó giảm đi, những cái tán loạn nó từ từ nó giảm đi, rồi mình vẫn vào cái định nó sẽ tăng lên dần dần. Vậy khi ngồi thiền thấy hôn trầm cũng đừng có lo, cứ ngồi để nó tự hết, hay là thấy vọng tưởng cũng đừng có lo, cứ tiếp tục thực hành, rồi dần dần nó yếu đi, rồi dần dần nó sẽ hết dần dần. Cho nên là vậy thì cứ ngồi là tốt nhất. Còn cũng có mỗi người thì có những cái cách đối trị nó khác nhau, có người thì sẽ đối trị nó bằng cách đi bộ một chút cho nó tỉnh táo, có người đối trị nó bằng cách đi nghỉ ngơi một tí cho nó tỉnh táo, có người thì đối trị nó bằng cách là cứ tinh tấn thực hành rồi nó qua cái cơn hôn trầm ấy nó sẽ tỉnh lại. Đấy là có nhiều cách thực hành đều có thể vượt qua được hết. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, năm nay chùa mình có tổ chức lễ dâng y không ạ? Và khi dâng y thì nên chuẩn bị những lễ vật gì để cúng dường cho các sư ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Y là khi ra hạ, khi ra hạ sẽ có một tháng kể từ cái lúc dâng y, thì sẽ dâng y vào bất cứ thời điểm nào cũng được, thì lúc đấy chùa sẽ có thông báo. Cái thông báo này một người có thể đến dâng y rồi cúng dường những cái vật dụng tùy ý, tùy tâm, hoặc là mình đến tham dự với cái tâm tùy hỷ thì đều được hết. Thì cái đấy là tùy mỗi người, tùy tâm mỗi người. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi mình ghen tuông thì đó chính là biểu hiện của tâm sân đúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Sa đu, sa đu, sa đu. Ghen nó cũng là tâm sân, sân tật tật thì nó là tật đố ghen tị, thì nó sân hận đi, bỏn sẻn nó là sân, hối hận nó là sân. Thì sân nó có bốn cái loại tâm sân: một là mình tức giận với một cái trái ý nghịch lòng, hai là mình ghen tị với người khác, ba là mình bỏn sẻn không hối tiếc, đấy là gọi là sân tật lận hối, thì nó đều là tâm sân hết, sầu bi ưu não, nhưng nó đều là tâm sân hết. Tâm sân nó có rất nhiều loại. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Dạ con kính bạch sư, con mong sư hoan hỷ giải đáp thắc mắc này giúp con ạ. Con có nghe buổi vấn đáp hôm trước, sư nói về việc tạo thiện nghiệp kiếp này cũng sẽ thúc đẩy các thiện nghiệp kiếp xưa trổ theo. Thưa sư, con xin phép hỏi bài kệ nào hay đoạn kinh nào Đức Thế Tôn đã dạy về việc này ạ? Con muốn tìm hiểu thêm ạ. Con kính tri ân sư ạ. Này nó là ở trong các cái pháp nhân duyên, các cái pháp thiện hỗ trợ cho những cái pháp thiện, trợ duyên cho những cái pháp thiện đấy, gọi là những cái pháp về duyên khởi hay là trong các cái pháp duyên hệ ấy. Nếu mà muốn nghiên cứu kỹ thì thì đọc vào trong cái pháp bắt cái 24 duyên của Đức Phật dạy duyên hệ đó. Cái bài kinh Bát Thân Á nói về các cái duyên đấy. Những cái pháp thiện hỗ trợ cho những cái pháp thiện, có những cái pháp thiện thì nó lại hỗ trợ cho pháp bất thiện, có cái pháp bất thiện nó hỗ trợ cho pháp bất thiện, có cái pháp bất thiện nó lại hỗ trợ cho pháp thiện. Ở đây thì nó có cái sự hỗ trợ, có cái sự tương quan, có cái nhân duyên nó phát sinh ra nhau. Đấy, thì cái điều đó mình có thể học ở trong cái pháp, và mình có thể
quan sát được, ứng dụng được ở trong cái cuộc sống hàng ngày này. Thế như là khi một cái người mình phát tâm làm cái việc thiện, ví dụ như là cái người đấy mình hướng tâm đến cái đời sống tu tập ở trong hiện tại này, mình sẽ gặp lại rất là nhiều những cái nhân duyên, những cái người mà mình đã có duyên tu tập ở trong quá khứ. Như là cái mình sẽ gặp những cái bậc thầy, những cái bậc bạn đồng tu mà mình đã từng gieo những cái nhân duyên đó ở trong quá khứ, hay là những cái duyên mà mình đã cúng dường, hay là đã hộ trì những cái bậc tu tập khác, nó sẽ hỗ trợ cho mình thực hành cái pháp ở đời này để mình đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ được. Thì đó là những cái pháp đấy, nó rất là thực tế ở trong cuộc sống này. Và những cái pháp đó một cái người học đạo thì mình có thể hiểu ra được, và chứ nó không có cái gì là sai trái cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Dạ thưa sư, con thấy con bị chấp ngã, tham ái vào cái tôi của con và cả tự ngã của người khác. Con xin sư từ bi chỉ dạy và cho con lời khuyên ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Tham ái vào cái mình và người khác, đó vì mình tự nhiên là cái tham ái thì ai cũng có, những cái mức độ nó cao nó thấp khác nhau mà thôi. Còn cái sự mình muốn dứt được nó, có rất nhiều cách để dứt nó, nhưng mà mình cần phải thực hành thọ trì một cái pháp thiền thiền nào đấy thì mình mới có thể đối trị được. Chứ nếu mình không thực hành thì khó mà đối trị được. Cái pháp mà mình có thể dễ dàng đối trị nhất đó là mình thực hành cái pháp thiền quán về 32 thể chuộc. Mình quán về tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận cho đến nước tiểu ấy. Quán đi quán lại để thấy cái thân này là ô uế, là bất tịnh ở bên trong, rồi quán ra tất cả các cái thân ở bên ngoài. Khi mình thành tựu được cái pháp thiền quán đấy rồi thì lúc đấy mình sẽ thấy cả mình và mọi người đều là cái thân hôi thối bất tịnh như nhau. Thì nó không còn cái sự so sánh giữa mình với người nữa, không còn thấy mình hơn người này, không còn thấy mình kém người kia, thì nó sẽ hết ngã mạn, hết tham ái luôn. Vậy nên là cái người nào mà còn tham ái ngã mạn do là mình còn tư duy về cái tịnh tướng hơi nhiều, mình còn thấy là mình đẹp, mình còn thấy là mình hơn, mình thấy người kia đẹp, mình thấy người kia xấu, mình còn hơn thua, yêu ghét như vậy, thì nó còn sinh ra tham ái ngã mạn. Còn khi nào mình thấy được cái sự bất tịnh như nhau rồi, thì lúc đấy nó sẽ không còn cái sự hơn thua nữa, thì nó mới hết được cái tham ái ngã mạn rồi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong bài kinh Cội Rễ của Sự Vật, Tăng Chi Kinh, có đoạn Đức Phật nói với các vị tỳ kheo như sau: Này chư hiền, các pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Con xin sư từ bi giải thích ý nghĩa của đoạn trên ạ. Con xin tri ân công đức của sư ạ. Pháp lấy Đức Phật đã nói là một cách rất là rõ ràng ấy. Tất cả pháp lấy cái dục, dục ở đây là các cái ước muốn của mình mà nó khởi lên. Dục ví dụ như một cái người mà khởi lên một cái tư tưởng là mình làm một cái việc xấu thì nó cũng có cái dục, cái dục đấy nó mạnh lên một cái nó phát ra thành hành động. Một cái người mà khởi lên cái ước muốn làm một cái việc tốt thì đó cũng là cái dục, nhưng mà cái dục đấy nó mạnh lên cái nó sẽ phát sinh ra thành những cái hành động, nó mạnh hay yếu nó khác nhau mà thôi. Dục cần tâm thầm là những cái pháp mà nó có cái mức độ mạnh yếu khác nhau. Thì các cái pháp nó thế thì nó đều nói về những cái pháp nó có những cái tâm của mình khuynh hướng mạnh mẽ về cái gì thì nó sẽ hướng về cái đó. Các cái pháp về lấy xúc thì nó sẽ có sinh khởi khi mà các căn của mình tiếp xúc với các trần ấy. Rồi tùy theo cái sự tác ý của mình mà nó sinh khởi lên những cái thiện ác khác nhau. Rồi trong những cái tâm đó nó để lại những cái nhân tốt nhân xấu khác nhau, thì sau này nó cho ra cái quả tốt xấu khác nhau. Nên đó là cái sự xúc của mình nó sinh khởi nên rất là nhiều các cái pháp khác nhau. Rồi tất cả các cái pháp mà nói là đến lấy giải thoát làm nõi cây thì đấy là cái pháp của Đức Phật
đã thuyết giảng ở trên đời này thì đều hướng đến cái mục đích là khi nào mình đạt được cái sự giải thoát ra khỏi những phiền não, giải thoát ra khỏi những cái khổ đau ấy, thì lúc đấy coi như mình đã thành tựu được cái pháp đấy. Nhưng là cái người nhờ không vì cái mục đích là danh vọng lợi dưỡng, vì cái mục đích là thành tựu được một chút năng lực về thiền định, hay là thành tựu được những cái chi kiến như là một chút về thần thông, mà thành tựu được cái pháp đó là giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ đau, thì đấy cái là cái nõi cây, chính là cái tư tưởng cốt yếu trọng yếu nhất của đạo Phật là vậy. Dạ con thưa sư, con xin tả câu hỏi của hành giả Minh Thiện ạ. Con xin kính để lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi, liệu con có phạm giới sát sinh khi dùng thuốc tẩy giun không ạ? Nếu có thì con phải làm sao ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Đương nhiên là mình nhờ đôi khi mình chữa cái bệnh ở trên thân mình thì nó còn tùy theo những cái bệnh, có người có những cái bệnh ấy đôi khi mình vẫn phải có cái sự đánh đổi, tức là vì mình muốn dứt được cái bệnh này thì mình vẫn phải không thể hoàn toàn giữ cái giới đó một cách thanh tịnh hoàn toàn được, thì mình muốn diệt cái con giun nó ra khỏi mình thì đương nhiên là mình phải phạm giới sát sinh rồi. Nhưng mà lúc đấy mình chỉ tác ý đến cái việc là vì mình đau bụng quá nên mình phải uống cái thuốc này rồi, mình tác ý như vậy thì cái nghiệp về sát sinh đó nó nhẹ. Còn nếu như mà cái nghiệp sát sinh đấy nó sẽ rất là mạnh, nếu như mình nhắm thẳng đến con giun ấy, mình nghĩ là tao giết mày, tao diệt mày, tao vì mày làm khổ tao nên tao diệt mày, khi mà mình có cái tư tưởng đấy thì cái quả báo của sát sinh ấy nó sẽ mạnh, thì cái tâm sở tư, cái tâm cố ý sát sinh nó mạnh. Còn nếu như mà mình chỉ nghĩ đến việc vì đau bụng quá nên là vì mình ốm yếu quá mình cần phải uống thuốc để đối trị, để chữa trị cái bệnh này, thì mặc dù cái hành động ấy nó vẫn dẫn đến cái sự sát sinh, nhưng mà cái tâm cố tình sát sinh của mình nó yếu, cho nên nó để lại cái nghiệp nó cũng nhẹ. Chứ còn ở trong cái tình huống đấy mình không thể tránh khỏi cái việc mà không sát sinh. Còn nếu như lúc ấy mình muốn giữ là không sát sinh thì mình hãy để cho con giun nó sống trong bụng mình bố thí cho nó sống cùng với nó thì sẽ không phạm giới. Dạ con thưa sư, con xin tả câu hỏi của hành giả Khuê ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, kiếp này là một người Phật tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi thì những kiếp sau khi tái sanh có được gặp lại Phật Pháp không ạ? Hay có trường hợp nào không gặp lại Phật Pháp mà theo những đạo khác không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Pháp quy y của một cái người phàm phu nó chỉ thành tựu được trong một kiếp mà thôi, nó chỉ trong một cái đời này, và cũng có lúc nó thối thất, có lúc nó thành tựu, có lúc nó quy y rồi ngay trong đời này, có khi mình còn đứt huống chi nói đến đời sau. Có người quy xong được 1 tháng 3 tháng hoặc 1 năm 3 năm đã quên mất Phật, quên mất Pháp, quên mất Tăng rồi, hoặc là trong một thời gian nào đó mình lại bỏ đạo này mình theo đạo khác, mình phá vỡ mất Pháp quy y, nó cũng khởi lên đấy ngay trong đời này mà mình còn chưa chưa chắc đã giữ được, huống chi còn nói gì đến đời sau, sinh ra ở đời sau thì làm sao dám đảm bảo rằng mình vẫn còn nhớ được đến Phật Pháp Tăng được. Thì cái này nó chỉ có cái là mình phát nguyện cho nó thâm sâu, cho nó mạnh mẽ, rồi tạo ra những cái công đức phước lành lớn cùng với cái phát nguyện lớn, có thể nhờ cái nhân duyên đấy mà mình sẽ luôn luôn có thể phát khởi nên được cái tâm quy y tiếp, như là cần phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà mình phải học Pháp, hành Pháp, phải thực hành Pháp thâm sâu. Và trong khi học Pháp, hành Pháp và tạo những cái phước lành ấy, mình luôn luôn phát nguyện đời đời kiếp kiếp con sẽ chỉ có theo chánh Pháp, chỉ có theo Phật Pháp, chứ con không theo tà Pháp, không theo những cái ngoại đạo khác nữa. Mình khởi lên cái phát nguyện như vậy, mong ước như vậy, trong khi mình tạo phước ấy, mình tu tập ấy, thì có thể nhờ cái nhân duyên ấy sẽ khiến cho kiếp sau mình lại gặp lại giáo pháp dễ dàng hơn, chứ cũng không dám đảm bảo 100% được, chỉ trừ một cái vị mà chứng được sơ quả dự niu rồi cơ, thì ở cái vị đấy có sinh ra đời sau vị ấy cũng vẫn không không bị thối thất mất cái pháp, không khởi lên những cái tà kiến tà pháp. Chứ còn một người còn là phàm phu thì cái tái sinh sang kiếp sau là quên, không còn nhớ gì nữa, nếu may mắn mình gặp lại được. Rồi có thể nó dễ dàng phát khởi cái niềm tin hơn mà thôi, nó sẽ phát sinh cái niềm tin một cách dễ dàng nếu như mình có duyên gặp lại chánh pháp. Còn nếu như mình sinh vào cái đời không có Phật pháp
thì chắc chắn là mình sẽ lại tin theo tà pháp mà thôi. Vậy thì còn tùy theo cái đời sau đấy mình sinh ra ở cái quốc độ ấy, vùng miền ấy, cái thời đại ấy nó còn Phật pháp hay không, thì nó còn tùy thuộc vào cái điều đó nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Tịnh ạ. Xong con xin đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con là một người lặng dâm dục, con đã dùng các phương pháp như khi tâm ái dục khởi lên thì tác ý đến sự vô thường, khổ, vô ngã, ô nhiễm, nguy hiểm của các tâm ấy. Nhưng khi tâm ái dục đó quá mạnh thì con không thắng nổi nó. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con phải làm sao để khi bị ái dục thiêu đốt ạ. Nhưng mà muốn đối trị được cái pháp đấy, tốt nhất là phải thọ trì những cái pháp đầu đà ấy. Thứ nhất là mình hãy mặc cái y phấn tảo, hay là dùng mặc những cái trang phục gì nó rất là xấu xí một tí, hay ăn những cái thức ăn mà nó dở một tí, đừng ăn thức ăn ngon quá. Rồi ở ở những cái nơi mà nó tồi tàn xấu xí, mà nó tránh xa những cái môi trường mà có người khác phá ấy. Cái nơi trong ở trong hang, ở gốc cây, ở nghĩa địa chứ ấy. Nếu mà cái người đấy mà thực hành được cái pháp ra nghĩa địa ở là tốt nhất, nó sẽ chế ngự tham dục cao nhất. Và cái pháp có thể thọ trì nữa là pháp ngủ ngồi, đừng có nằm. Càng là cái người tham dục mà càng nằm nhiều thì nó tăng trưởng tham dục, cứ khi đi nằm là tham dục nó khởi dậy, mà như ngồi thì nó rất là đỡ. Đi đứng nằm nhiều, và nằm thì rất là ít, thì đi đứng ngồi nhiều, và thực hành những cái pháp quán bất tịnh nhiều, là luôn luôn quán về xác chết. Luôn luôn xem những cái hình ảnh mà người ta mổ tử thi á, khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, mà mình xem những cái hình ảnh đấy, chứ đừng xem những cái phim những cái phim truyện mà yêu đương, đừng nghe nhạc, và những cái pháp đấy nữa là tránh xa những người khác phái, đừng nói chuyện, đừng nhìn vào những người khác phái. Thì và luôn luôn quán bất tịnh, chánh niệm trên cái sự bất tịnh, mọi lúc mọi nơi không rời cái tư tưởng bất tịnh khỏi tâm. Và thực hành như vậy một thời gian dài thì những cái tập khí đó nó sẽ hết, nó sẽ bớt, nó sẽ đỡ đi. Và hành thiền bất tịnh liên tục thì nó sẽ đỡ đi. Còn nếu như mình không chế ngự các căn, mình để cho cái tâm của mình nó còn nhìn vào những cái cảnh khả ái, mình suy tư những cái pháp khả ái, rồi mình nghe những cái pháp khả ái, tiếp xúc với những cái cảnh khả ái, thì nó sẽ tăng lên. Thì đấy là phải do mình phải nỗ lực, mình cái bệnh của mình nặng thì mình phải điều trị những cái thuốc nó mạnh hơn. Thì đó là bằng những cái pháp thực hành, những cái pháp đầu đà, là cái pháp nó diệt những cái tham dục đấy cao nhất. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Tịnh ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con muốn thực hành pháp liệm xác chết, nhưng con chưa thấy xác chết ngoài đời thực bao giờ. Vậy con có thể dùng xác ảnh chết ở trên mạng để thực hành được không ạ? Hay có pháp môn nào khác để thực hành chế ngự tâm ái dục không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì nếu mình nhìn thấy một cái xác chết rồi thì mình thực hành nó có cái sự kinh cảm cao hơn và thực hành nó dễ hơn. Còn nếu trường hợp mình chưa từng nhìn thấy bao giờ thì đành mình phải nhìn cái xác đó ở trên mạng. Mình hãy lấy một cái bức ảnh của một cái xác chết đang hủy hoại, đang mà mình cảm thấy kinh cảm nhất, ghê gớm nhất, luôn luôn để ở trước mặt ấy, luôn luôn dán ở trên tường để lúc nào mình nhìn thấy ấy. Rồi ngồi thiền mình mở mắt ra nhìn, xong nhắm mắt lại rồi cứ niệm xác chết, xác chết, xác chết thì vẫn được, nó vẫn vẫn có tác dụng, chứ không phải không có, thì hãy thực hành bằng cách đó. Rồi dần dần nó sẽ tăng lên, nó cái tâm nó ni dục ni tham nó sẽ tăng lên. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Huy Đăng ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một người Phật tử tại gia tu thiền có thể đạt đến tứ thiền không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người Phật tử tại gia tu thiền có thể chứng đắc được tứ thiền nếu vị ấy có đầy đủ những cái điều kiện, như là có một cái chú xứ thích hợp, có được thời tiết thích hợp, có thực phẩm thích hợp, có những cái người hướng dẫn một cách phù hợp thích hợp, và vị ấy có cái đức tin, có cái sự tinh tấn, có cái chánh niệm, có nhất tâm và có cái trí tuệ tốt, vị ấy thực hành miên mật, và bị trong cái quá trình thực hành ấy, vị ấy phải sống độc cư, vị ấy phải sống xa lìa cái đời sống thế tục, mặc dù trên cái hình tướng là thế tục. Là một cái người Phật tử tại gia, nhưng mà vị ấy thực hành pháp chẳng khác gì người xuất gia cả, thì vị ấy vẫn đắc được các tầng thiền. Còn nếu như mà vị ấy vẫn sống ở đời sống thế tục và bận rộn năng xăng phiền não và hưởng thụ ngũ dục như người thế dục thì vị ấy không thành tựu được.
Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phương Lâm ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong quá trình từ khi được thọ ký trở thành Đức Phật trong tương lai, người đó bị thối tâm hay có khi là phạm giới và rơi vào những hoàn cảnh xấu và bị đọa không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị Bồ Tát mặc dù đã được thọ ký, nếu như một vị Bồ Tát phát nguyện rằng tôi sẽ thành Phật, sẽ quyết định tu thành Phật nhưng chưa được thọ ký, chưa có một vị Phật nào thọ ký chứng nhận điều đó thì vẫn thối nuôi. Trên đời này những người phát nguyện thành Phật rất nhiều, vô số vô tận. Để mà một cái người thật sự là một cái người Bồ Tát không bị thối nuôi nữa, chỉ từ khi vị ấy có một vị Phật chánh đẳng giác thọ ký chứng nhận và tuyên bố rằng vị này trong tương lai sẽ thành Phật, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp sau, vào cái thời nào sẽ thành Phật ấy, thì chỉ từ khi đấy mà đi, vị ấy mới không thối nuôi nữa. Mặc dù cái không thối nuôi thì có, nhưng mà những cái kiếp sau sinh ra, có những kiếp vị ấy nhớ mình là Bồ Tát, có kiếp vị ấy vẫn quên, có những kiếp vị ấy vẫn là một cái người bình thường và vẫn tạo ra những ác nghiệp, và vị ấy vẫn đọa làm súc sinh, đọa vào địa ngục, đọa rất nhiều, chứ không phải không có. Ai mà đọc tiền thân Đức Phật thì biết những cái kiếp mà đọa vào địa ngục, đọa làm súc sinh vô số. Chỉ có một cái điều là một vị ấy là một vị Bồ Tát rồi, thì đời nào sinh ra vị ấy cũng mang thân nam, không bao giờ mang thân nữ. Một cái người mà mang thân nữ mà xưng mình là Bồ Tát thì đấy chỉ là Bồ Tát mới phát tâm thôi chứ chưa thành tựu. Và vị ấy có làm súc sinh thì cũng làm giống đực, không bao giờ làm giống cái. Như vậy vị ấy có làm súc sinh thì vị ấy không bao giờ đọa và không bao giờ làm những con vật nhỏ bé như con sâu bọ ruồi muỗi, mà vị ấy có cái con vật nhỏ nhất thì cũng như bằng con chim cút, chứ không bao giờ làm mấy con vật nhỏ hơn. Hay là nếu như có đọa và cõi khổ vẫn đọa, đọa địa ngục cũng có, vị ấy thì không đọa vào những cái địa ngục quá lớn đâu, còn vẫn đọa vào địa ngục và vẫn đọa làm súc sinh thì vẫn có. Nhưng vị ấy vẫn trong vòng luân hồi sinh tử, có lúc tạo thiện nghiệp, có lúc tạo ác nghiệp, không phải là không. Nhưng mà cái khuynh hướng tạo thiện nghiệp thì nó rất là mạnh, cái khuynh hướng bố thí và giữ giới rất là cao, xuất gia thực hành các cái pháp thiền định rất là mạnh, rất là cao. Đấy là cái khả năng của một vị Bồ Tát đi ở trong sinh tử là như vậy. Nhưng mà vì còn phiền não chưa dứt, còn tham sân si, cho nên có những lúc tham sân si nó vẫn khởi lên, cho nên có lúc vị ấy vẫn tạo ác nghiệp, có những lúc vẫn làm tướng cướp, có những lúc ấy vẫn gây sự chiến tranh đây đó, vẫn đọa địa ngục cũng có. Nhưng mà những cái khuynh hướng về tạo những ba la mật, những cái công đức, những thiện nghiệp thì mạnh và rất là nhiều, và vị ấy khuynh hướng tu tập vẫn mạnh hơn, là những cái tâm bất thiện thì nó vẫn khởi lên nhưng mà nó ít hơn. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Quốc Hưng ạ. Dạ con cung kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong giới thứ ba của người Phật tử tại gia, theo con hiểu là giới để bảo vệ hạnh phúc gia đình và đạo đức hôn nhân. Do đó người Phật tử không được ngoại tình khi đã có gia đình, cũng như không được quan hệ bất chính với người đã kết hôn. Còn trong tình yêu, hai bên đều tự nguyện đến với nhau và yêu đương nhau, có quan hệ nam nữ, và người nữ không còn ở dưới sự quản lý của cha mẹ, đã tự chủ về kinh tế, chỗ ở, cũng như ngược lại, còn cấp dưỡng cho cha mẹ. Như vậy, nếu người nam có quan hệ trong tình yêu với người nữ này, khi hai bên đều chưa lập gia đình và đang trong giai đoạn yêu đương, thì có bị phạm giới tà dâm không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Thì cái giới tà dâm này nó căn cứ trên nhiều cái mức độ khác nhau. Có những cái giới vì mình giữ vì cái danh dự, cái phẩm giá của con người, nhưng mà cũng có khi mình phạm tà dâm là tạo lên những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp đáng bị đọa vào địa ngục. Thì nó rất là nhiều người, có những người tà dâm ấy, sau này đọa vào địa ngục ấy, trong kinh Đức Phật nói rất nhiều ấy. Nhiều người vì tà dâm mà đọa địa ngục, nhưng mà cũng có những người phạm tà dâm đấy nhưng mà nó không có cái tội để chịu cái quả báo khổ đau. Nhưng với cái người, có những người thì vẫn giữ vì cái sự trong sạch, vẫn giữ vì cái danh dự, cái phẩm giá, nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Nên là với nếu như mình là một cái người phạm tà dâm đấy mà tạo ra nhiều cái đau khổ cho mình và cho những người xung quanh, thì cái người đấy sẽ tạo ra những cái ác nghiệp khi mình, hoặc là có những người vì cái tà dâm đấy mình sinh ra nhiều cái sự đắm nhiễm
cái tâm tham dục nó mạnh lên và nó mình chết với cái tâm vẫn còn tham dục ấy thì nó cũng đoạn. Vậy cái tà dâm nó cũng có thể làm cho cái mình bị cái tâm tham dục nó chi phối, nó là cái tâm ô nhiễm, nó là tâm bất thiện. Nếu như mình chết với cái tâm đấy mình cũng đọa vào cái cõi khổ đau. Chính vì vậy nên là cái đó là cái nguyên nhân thứ hai mình nên tránh cái điều đó. Và có cái điều nữa đó là vì mình là một cái người Phật tử, vậy cho nên là mình giữ gìn những cái pháp ấy để cho mình xứng đáng là một người Phật tử. Vì đã quy y là người Phật tử mà thọ trì cái giới thứ ba không tà dâm, mà trong cái pháp ấy Đức Phật đã chế định người có mẹ che chở, có cha che chở, có bà con che chở, có họ hàng, có thân bằng quyến thuộc hay xã hội hay là chức quyền che chở rồi. Khi mình được sự đồng tình đồng thuận của những người ấy thì mình không phạm tà dâm. Còn nếu như mình không được sự đồng tình đồng thuận của những cái người hộ mà bảo vệ cái người đó, người nữ đó, người ta bị lệ thuộc rất nhiều, có khi lệ thuộc cha mẹ thì mình được cha mẹ đồng ý thì được, có khi người ta lệ thuộc họ hàng, người ta đồng ý thì được, có khi người ta lệ thuộc pháp luật thì pháp luật đồng ý thì được. Thì đấy là vì mình là người Phật tử, mình đã thọ trì cái giới thứ ba đó thì mình giữ như vậy để cho nó trọn vẹn cái lời thề nguyện của mình với Phật là con không tà dâm rồi, mà giờ mình còn làm sai cái điều đó. Vậy thì cái giới tà dâm nó có thể tạo ra ác nghiệp, nó cũng có thể không tạo ra ác nghiệp, nhưng mà nó có lỗi với cái pháp mà mình đã thọ trì, với cái pháp của Phật. Vậy thì mình cần phải làm sao cho nó đúng với đạo, với cái pháp nữa. Vậy thì cứ căn cứ vào, mình cứ đọc trong cái giới luật đấy, căn cứ vào những chi pháp như thế nào thì phạm tà dâm đâu, thì mình hãy thực hành cho đúng như vậy để mình không phạm giới. Còn nếu như mà nó phạm vào những cái chi pháp như thế nào là phạm tà dâm đó thì mình vẫn phạm giới, không phải là không. Dạ con thưa sư, đã hết các câu hỏi trong ngày hôm nay ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asa wakazam vahamodu. Idam me bunyam nibbanasa pachazo hotu mama bunya bhagam sabbasathanam pachemi tesabe medamam punyabhagam nabandhu sadhu sadhu sadhu.